Bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên khoáng sản của Việt Nam, bọn thực dân Pháp nó đã chiếm, nó đã lấy, nó mang về quốc gia của chúng nó. Ở đây tất cả đường vào thôn bản thì đã được làm bằng bê tông hết rồi nhỉ? Đúng không? Bê tông hóa đấy. Bê tông hóa, đây là thôn bản Loạn à? Được làm bằng bê tông này đi nó tiện nhỉ? Đường này thời xưa là đường tàu. Đường tàu? Đường tàu thời xưa. Tức là đường tàu của bọn thực dân Pháp đấy. Bọn Pháp nó sang đây là nó khai khoáng. À đây. Rồi đây là rừng đây đi. Đây rừng đây cho anh ạ. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Hôm nay tôi đang ở đây có một cái phế tích. Tức là toàn bộ cái con đường này trước đây là của thực dân Pháp, người ta làm đường tàu. Đấy, và bây giờ phế tích thì vẫn còn nguyên ở đây. Khi mà thực dân Pháp nó sang đây nó ăn cắp tài nguyên thiên nhiên khoáng sản của quê hương Việt Nam. Đấy, mà chúng nó luôn mở mồm ra đi khai sáng văn minh. Thì đây là những cái phế tích còn lại mà bọn chúng làm đường ray. Đấy, mà thực ra là chúng có làm đâu. Nó bắt tổ tiên ông bà nhà chúng ta làm ấy chứ. Làm nô lệ cho nó. Đấy, để làm gì? Để nó khai thác quặng. Đấy, khai thác quặng từ trên đỉnh núi xuống. Và đây là cái đường hầm. Đường hầm mà nó không còn ray sắt nữa. Đây là con đường này đi vào. Con đường này nó chạy xuống tít dưới từ trên núi chạy xuống đây. Vâng, và bây giờ tôi sẽ đi quay lại cho quý vị xem. Để bóc mẽ hết cái sự thật của thực dân Pháp. Sự khốn nạn của thực dân, mồm nó rất rộng. Đấy, và bây giờ chúng nó sướng chưa? Một đất nước thiếu năng lượng. Đấy, nó bắt ông bà người ta khoét núi ra như này để nào. Và bây giờ thì những con đường như này đã trở thành đường đi lại cho các thôn bản tại đây. Trước đây là không có điện và bây giờ đã kéo đường điện vào những thôn bản như này rồi. Đây cũng là một cái hầm à? Tàu xuyên đá này. Đây. Đục xuyên đá. Ui ôi. Đấy, thành những đường hầm như này. Tức là nó làm cái đường ray ở đây. Đường ray tàu ấy, tàu đấy. Để nó chở ấy ạ. Chở quặng từ khai thác từ mỏ Bản Thi. Từ trên mỏ của Bản Thi. Của phía Khao đấy ạ. Phía Khao đó. Trong lịch sử vẫn học đến mỏ chị chợ Điền đấy, Bắc Cạn, chợ Điền Bản Thi đấy. Chợ Điền Bản Thi à. Nó vẫn có trong lịch sử học vẫn có cái gì rồi. Tức là ngày xưa là ông bà tổ tiên như chúng ta phải làm nô lệ cho bọn thực dân Pháp này 100 năm. Đục. Đấy, đục phải đi đá. đục núi đấy, như thế này đúng không? Ôi, kinh chưa? Để làm gì? Để nó mang tài nguyên thiên nhiên về đất nước chúng nó. Thực dân Pháp mồm rất rộng. Rồi. Bên ngay cạnh bên dưới là con suối này, chỗ này chắc sâu lắm ấy nhỉ? Có ai dám tắm ở đây bao giờ không? Ui. Rất sâu đấy. Đây. Thế là nó bắt các cụ nhà mình đục những cái đường hầm như thế này xuyên núi. Thế thì nó phải xa lắm, từ đây lên trên đỉnh núi nó phải xa lắm đúng không? Sang cả Tuyên Quang. Nó trở về bên Tuyên Quang. Dã man chưa? Bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên khoáng sản của Việt Nam, bọn thực dân Pháp nó đã chiếm, nó đã lấy, nó mang về quốc gia của chúng nó. Đây nước ở trên núi nó xuống, nhỏ xuống rất nhiều. Đấy, nước suối này. Ở chỗ này đẹp quá này. Quay lại chỗ này đi. Ở chỗ này đẹp. Tuyệt vời chưa quý vị ơi? Quý vị có thể nhìn thấy phong cảnh của Việt Nam. Rất đẹp luôn. Ồ, nó đúng ở giữa hai cái khe núi này là dòng suối.
Ôi đây đây, nhìn màu màu đá này như kiểu dạng nào. Trong đá này có quặng không? Không có, không có à? Đây không có đúng không? Mỏ nó ở trên kia cơ mà. Ồ. Nhìn như kiểu hang động ấy. Thật sự là dã man. Đấy, nước nó chảy. Mát lắm. Trông mát tuyệt vời luôn đấy. Dưới này, ôi chỗ này không cẩn thận là ngã đấy. Dưới này là con suối rất là sâu ở bên phía dưới. Có cả nhâm thạch kia kìa Hóa ơi. Nhũ đấy. Và nước ở trên núi này nó nhỏ xuống. Thế chính tỏ cái đường ray này ngày xưa nó cũng to chứ đúng không? À, tức là bây giờ mọi người người dân người ta làm rộng ra để đổ bê tông để đi vào trong trong bản đấy à? À. À đây lại đi thông sang được Tuyên Quang. Ồ hay quá nhỉ, đây là những con đường tắt đúng không? Ở đây thì có những nguồn quặng gì? Thì có sulfur, kẽm, chì. Sulfur, kẽm và chì nằm ở trên bản Hy. Trước nó là kém chì chợ Điền đấy. Mình sẽ đi vào đây để tắm suối. Đi xe máy mà không chắc đi xe máy được. Và hôm nay được một người dân bản địa ở đây thì tôi sẽ đi tắm suối để trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây. Nghe bạn ấy kể lại thì toàn bộ con đường kia là con đường mà ngày xưa là thực dân Pháp người ta khai thác quặng, bắt những người dân của Việt Nam mình từ dưới xuôi rồi là trên miền núi làm nô lệ, làm giàu cho chúng nó. Và một số người Việt Nam mất dạy đi theo bọn thực dân Pháp, và đến bây giờ thì vẫn còn đấy. Bây giờ thì vẫn còn những cái bọn mà đi theo để chống phá nhà nước của Việt Nam của chúng ta. Đấy. Wow. Leo qua quả đồi này để xuống suối tắm. Rất nhiều tài nguyên thiên nhiên mà chúng đã lấy mất của chúng ta. Ồ, vẫn đi xe máy tiếp à? Trải nghiệm thật là thú vị đi ở trong trong rừng. Ở đây nó xây cái kè dẫn nước về, mương nước dẫn nước về ruộng. Lá to cây này cái đấy mà trồng vào những khu resort cho đẹp à? Đây rừng thì thiếu gì. Ua. Được trải nghiệm. Về đấy. Cho tôi đi xe máy ở đây. Tôi chịu mất ai cả. Ôi bên dưới suối kìa. Đúng chưa? Đấy mà đấy, mình đi bộ rồi đi lên đi. Ở đây là những cái con kênh nhỏ này là dẫn nước về đồng à? Hay quá nhờ, người ta xây kè hết này. Wow, thật là tuyệt vời mọi người ơi. Ở đây có một con suối tuyệt vời luôn. Con suối và thác thì thành từng tầng một này. Đẹp chưa? Hôm nay tôi về đây và được đi cùng với anh bạn là người dân bản địa ở đây. Dẫn cho đi vào một cái cung đường rất đẹp, vào trong một cái bản để nhìn những phế tích của người Pháp đã khai khoáng quặng ở đây. Và bây giờ thì anh dẫn chúng tôi ra đây để tắm.
chàng ư chài kinh khâu